vâng xin chào bác chào anh em Tiếp tục là những mẫu hàng mới để về phục vụ cho bác anh em chơi Tết Trước mà các bác anh em đều một mẫu mic không dây Để cho các bác anh em sử dụng gia đình hay là các bác làm sự kiện nhỏ đều được các bác nhé Những như em đây là JBL VM1500 Đây là bản mới nhất và là bản cao cấp nhất trong của những cái dòng VM Như trước đó các bác có hay xem như VM500 thì cũng quá Bây giờ cái VM 999 rồi VM900 ấy. Thì đây bản này nó sẽ cao hơn Có đầy đủ các tính năng cho bác Từ uh, tự ngắt này Hay là tắt mở chế độ tự ngắt đều có Và đầu thu này thì đều có thể khóa riêng biệt từng kênh một Đây em thử khóa cho bác nhé Hiển thị lock on off này Khóa riêng biệt luôn Rất hiện đại Và hình thức rất đẹp nhé Màn hình sắc nét hơn rất nhiều Màn hình của dòng VM trước đó thì nhìn nó hơi bị mờ Và nó có cái tông màu vàng ấy Tông màu vàng nhìn nó hơi uh, kiểu nó bị bị um, khó chịu một chút. Thì đây màu trắng nhá, rất là đẹp các bác nhá. Còn tay mic thì nó vẫn nó vẫn là màu vàng này. Đấy, màu vàng này thì uh, trên tay mic. Nếu mà đổi được thì chính là rất đẹp. Nhưng cái này thì chắc là do nhà sản xuất, cái này thì em không không thể thay đổi từ bên nhà sản xuất được. Đấy. Uh, ừ. giới thiệu qua một chút về em uh, mic JBL VM 1500 này đầu tiên là về hình thức đây là mặt trước này các bác nhìn này nhá nó là mặt phay nhôm và chữ ở phần đen này đó là một lớp mica một lớp mica này các bác nhé làm khá là đẹp mắt ở trên lớp mica này thì nó sẽ có cái lớp ni lông chống xước nên các bác nào về mà nhìn thấy màn hình nó bị mờ mờ các bác có thể nột cái lớp ni lông ra được nhé đây em nột giờ các bác nhìn cực kỳ sắc nét luôn đúng không quay qua điện thoại cho nhìn rất là đẹp à, tất cả từ tay mic cho đến những cái hộp bên ngoài đều được làm bằng kim loại đây, tay mic này. Thân là kim loại bác nhé Nhà làm như này thì chống xước và cái chống bám vân tay rất là tốt. Bắt mic cực kỳ nhẹ. Bắt mic rất nhẹ đúng không nhé Để này, để các bác nhìn nhé để em để nguyên phía bên dưới này một lát một chút rồi nó tự ngắt. Và các bác để lâu thì để khoảng tầm 10 15 phút thì tay mic nó nó sẽ tắt hẳn đi bác nhé Đây, có tự ngắt rồi. Các bác thể tắt mở tự ngắt này bằng cách mở tay mic lên và bấm giữ Giữ này các bác cứ giữ bao giờ là nó tự tắt và nó tự mở lên thì nó sẽ hiển thị chữ on, chữ off. Chữ off thì nghĩa là nó tắt được chế độ tự ngắt. 99 off hay là 99 on. Đấy. bấm giữ nó sẽ hiển thị lên. Đấy. như off này là đã tắt chế độ tự ngắt rồi nhé. Còn muốn khóa đầu thu thì các bác bấm và giữ chữ set từng kênh. Đấy. bấm giữ. Đấy, Knock on. Đã khóa rồi các bác nhé. Khóa rồi tất cả phím chức năng ở đây thì các bác không làm gì được hết. Đấy. trẻ con nó bấm vào nó không thay đổi tần số đi. Và cái mà anh em sẽ quan tâm rất nhiều Xem là cái vỉ mạch bên trong Bảo cứ giới thiệu hàng mới Tuần vẽ hàng mới Thì bên trong có thật sự Có nâng cấp thật không Mà cứ, cứ giới thiệu lên như thế Đây em quay cho bác anh em xem cái mạch bên trong luôn Hai hộp sóng lớn Và các bác có thể nhìn thấy ngay lập tức Đó là có ba cái tụ lớn này ba cái tụ này đây Các bác nhìn nhé cái xử lý này còn ở tụ này Đấy. Tất cả những cái um đây đều được đánh còn nhôm hết này chứ không phải thuộc là tụ hóa thường cái nhé rồi và mặt phía sau quay mặt phía sau cho bác anh em mặt phía sau thì vẫn có hai cổng ra ra riêng và một cổng ra chung các bác có thể đấu làm sự kiện nhỏ nhé. các bác có thể làm uh, riêng biệt ra từng từng mic một để các bác chỉnh ở trên mixer ở trên ba còn các bác sử dụng ở nhà thì nó sẽ có dây 6 ly đầy phụ kiện rồi dây 6 ly để các bác kết nối với âm ly hoặc kết nối với vai đấy. quay về sau cáp xịn giò đấy nhá hai hộp sóng lớn đây À, quay bên trong cho bác anh em xem uh, phụ kiện nhiều anh em thì cái uh, dòng uh, mic này thì đầy đủ phụ kiện để cho bác anh em có thể sử dụng ở gia đình rồi đầy đủ luôn nhá hai tay mic này một đầu thu hai dâu uh, nguồn đây nguồn này nguồn auto volt này trong đây là hộp uh, adapter chống năn dây 6 ly và tai bát tủ sự kiện tai bắt tủ sự kiện này thì để cho các bác anh uh, có thể điều chỉnh về tủ sâu hoặc là lôi ra ngoài tùy theo các bác anh em bắt tủ như này. Cái này thì các bác thì thường là anh em làm sự kiện thì hoặc là các bác nào dùng ở nhà mà có tủ thì các bác bắt này thôi. Còn không thì các bác không cần bắt vào cũng được. Đấy, nguyên bộ nó. Còn pin này các bác nhá, cái pin test này, này thì nó đi với lại rất nhiều lần rồi. Pin này thì nó là pin test thôi. Các bác dùng thì uh, nó sẽ bị chảy nước nên là em sẽ bỏ luôn từ ban đầu. Tránh trường hợp anh em để về test xong quên để đấy là hỏng tay mic là không bảo hành được. Đấy. Hai tay mic đầu thu rất đầy đủ các bác nhá quay cũng có thể lại cho bác một cái mẫu uh, mic không dây. Giá cực kỳ êm mềm thôi. Các bác có thể theo dõi trực tiếp giá trên phần tiêu đề các bác nhé. À, và bên em sẽ uh, những cái mẫu này đấy, giá cả và phí ship uh, như nào đấy thì em sẽ báo trực tiếp ở trên phần tiêu đề cho bác anh em tiện theo dõi. Các bác đang xem có nhu cầu về em này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em. Hoặc là các bác uh, đang xem video thì nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh, xin một bác, xin một anh.